Nếu Greta Thunberg, nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi của Thụy Điển từ lâu đã được biết đến với những nỗ lực không mệt mỏi phòng chống biến đổi khí hậu, thì tại Ấn Độ cũng có một cô bé để lại dấu ấn đặc biệt vì những cố gắng trong việc bảo vệ hành tinh xanh. Giống nhiều đứa trẻ cùng tuổi tại Ấn Độ, cô bé Lisi Priya Kangujam, 8 tuổi, rất thích vẽ tranh và chơi đùa cùng với em gái nhỏ của mình. Nhưng cô bé cũng là một nhà hoạt động vì môi trường đầy nhiệt huyết, người đã phải từng đối mặt với cảnh sát và lực lượng an ninh tại tòa nhà Quốc hội Ấn Độ khi cô bé biểu tình đòi Thủ tướng Narendra Modi ký cam kết thực hiện luật phòng chống biến đổi khí hậu. Hi everyone. Xin chào mọi người, tên tôi là Lisi Priya Kangujam, 8 tuổi. Tôi là nhà hoạt động vì môi trường và là người sáng lập tổ chức phong trào trẻ em. Tôi đang chiến đấu bảo vệ hành tinh của chúng ta. Hôm nay, tôi đang đứng trước tòa nhà Quốc hội để đề nghị Thủ tướng thông qua luật về phòng chống biến đổi khí hậu nhanh nhất có thể để biến những cam kết thành hành động. Hoạt động bảo vệ môi trường và niềm tin rằng trẻ nhỏ là một trong những nạn nhân lớn nhất của thảm họa thiên nhiên mà thường do biến đổi khí hậu gây ra, càng được củng cố khi cô bé cùng cha mình tham dự một hội nghị của Liên Hợp Quốc về những rủi ro thiên tai ở Mông Cổ năm 2018. Ngay sau khi về nước, Kangujam đã thành lập tổ chức tình nguyện mang tên Phong trào Trẻ Em. Delhi, một đô thị rộng lớn với khoảng 19 triệu dân, là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Vào mùa đông thường có khói mù độc hại, khiến nhà chức trách phải khuyến cáo các gia đình không nên ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Sinh ra ở bang Manipur, miền đông bắc Ấn Độ, nơi có những ngọn núi hoang sơ và không khí trong lành, Kangujam đã bị sốc bởi chất lượng không khí mà cô bé thấy ở Delhi. Ngôi nhà của Kangujam treo đầy những giải thưởng và danh hiệu từ các tổ chức quốc tế. Cha cô bé là người truyền cảm hứng lớn cho con gái mình trong những nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Là một người cha trách nhiệm, tôi phải hướng dẫn con gái mình những việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Là những người làm cha mẹ, chúng tôi chỉ định hướng cho các con của mình. Nhưng kiến thức và đam mê của con bé hoàn toàn có được nhờ sách vở, bạn bè và những nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi khác, chẳng hạn như Greta Thunberg. Ước mơ lớn nhất của Kangujam là trở thành một nhà khoa học vũ trụ trong nỗ lực tìm ra nơi sống an toàn và trong lành mới. Tôi sẽ lên mặt trăng và nghiên cứu cách làm thế nào tạo ra được không khí trong lành để thở, có nước để uống và thu hoạch được lương thực để ăn, bởi vì hành tinh của chúng ta đang chết dần, chết mòn. Kangujam thường được các phương tiện truyền thông địa phương ví như Greta Thunberg của Ấn Độ, nhưng cô bé không thích sự so sánh này. Nếu bạn gọi tôi là Greta của Ấn Độ, thì không phải là bạn đang viết nên một câu chuyện, mà là đang xóa đi một câu chuyện khác. Nhà hoạt động vì môi trường nhỏ tuổi này chia sẻ, trên con đường hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, cô muốn được nhắc đến bằng tên của mình, quốc gia của mình, với những câu chuyện chân thực của chính mình. Bởi với cô bé, mỗi nhà hoạt động đều có lý do riêng của họ.